shop thương mại chân khối đế chung cư giá chỉ 13 triệu một mét vuông. Xin chào anh chị, hôm nay tôi xin giới thiệu với anh chị các căn shop thương mại khối đế chung cư tại khu đô thị Tân Tây Đô ở phía Tây Hà Nội với giá chỉ 13 triệu mét vuông. Có thể nói đây là mức giá độc nhất vô nhị tại Hà Nội. Với mặt tiền rộng hơn 6m, chiều cao từ 2 đến 3 tầng đã hoàn thiện thô và với trên 10.000 cư dân trong khu đô thị thì đây sẽ là một sản phẩm vô cùng phù hợp cho anh chị đầu tư cho thuê lại hoặc kinh doanh tất cả các loại dịch vụ. Tại đây cũng đã có nhiều đơn vị thuê lại để kinh doanh như ngân hàng MB, trung tâm tiêm chủng, siêu thị, cà phê, trường mầm non và các loại dịch vụ khác. Đặc biệt mức giá chuyển nhượng mua đất vô cùng ưu đãi chỉ từ 13 đến 14 triệu một mét vuông, trong khi giá căn hộ chung cư bên trên từ hơn 20 triệu một mét. Với tổng diện tích một căn gồm từ 2 đến 3 tầng là từ 157 mét đến hơn 300 mét vuông, tổng giá bán từ 2 đến 4 tỷ thì anh chị đã có thể sở hữu được một căn mặt bằng kinh doanh vô cùng đắc địa. Nếu anh chị đang quan tâm đầu tư những căn shop thương mại này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại ở bên dưới màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo.